Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ và đây là số hỏi đáp thứ 20 và mình là Hoàng Vông. Còn mình là Duy View, và nếu anh em có những câu hỏi, những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời ở những số hỏi đáp tiếp theo nhé. Và anh em đừng quên hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel Laptop AZ vì bọn mình sẽ tiếp tục làm giveaway trong tháng này, tháng 1. Và bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu đi đến những câu hỏi đầu tiên luôn để anh em không làm mất thời gian nữa. Câu hỏi số 1 của bạn Cảnh Nguyễn. Tầm 20 triệu nên mua HP Pavilion 15 AMD hay MSI Bravo 15, hay còn lựa chọn nào khác hay không? Mình ưu tiên AMD, chủ yếu sử dụng để học hay chỉnh ảnh, âm thanh. Cảm ơn ạ. Lần đầu tiên mình thấy người có ưu tiên CPU AMD. Lâu lắm rồi đấy. Thì mình sẽ chọn HP nếu mà số với cả hai lựa chọn trên, tại vì là cấu hình và hiệu năng HP vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu của bạn và với cả cá nhân mình luôn. Thì mình nghĩ là HP Pavilion Gaming 15 sẽ là một sự lựa chọn tương đối là hợp lý trong tiền. Và trong tầm tiền này có một vài sự lựa chọn khác như là Acer Nitro 5 bản AMD khoảng 16-17 triệu, IdeaPad Gaming 3 cũng tầm đấy khoảng 16-17 triệu có AMD rồi. Và nếu bạn cần hiệu năng cao nhất trong tầm tiền nhé, một chiếc máy có hiệu năng cao nhất và tính di động tốt nhất, thì mình nghĩ là Bravo 15 sẽ là một sự lựa chọn. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Cảnh Nguyễn. Câu hỏi số 2 của bạn Khoa Chris. Anh ơi, cho em hỏi i7-10750H-1650T có chiến lược mắc setting các game như ARK Survival, GTA 5, POBG và các game nặng như vậy được không ạ? Mong anh trả lời sớm vì em sắp mua rồi ạ. Thế thì bạn phải qua Laptop Z mua ngay, đang có mã giảm giá Z300, giảm trực tiếp 300.000 khi mua laptop. Link giảm giá mình sẽ để cho bạn và nhiều bạn anh em tham khảo dưới nhé. Thế thì với câu hỏi của bạn Crocris thì mình sẽ trả lời như sau. Đầu tiên là i7-1650Ti đang là combo chơi game tương đối tốt trong tầm tiền giá phổ thông. Nhưng mà để max setting được tất cả các tựa game nặng nặng như là ARK chẳng hạn hay GTA 5 thì tương đối là khó. Nếu mà để PUBG thôi thì mình nghĩ là max setting được 1650Ti thì cũng mạnh nhưng mà không mạnh như thế. Thế nên là với những tựa game nặng ấy, thì bạn sẽ phải tham khảo những mẫu máy có sử dụng 1660Ti trở lên thì may ra mới có thể max setting được những tựa game hiện nay nhá. Và đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Khoa Chris. Câu hỏi thứ 3 của bạn Phúc Lê. Cho em hỏi, em muốn mua một chiếc laptop dưới 30 triệu, em học công nghệ thông tin, em chơi game nhiều cả game offline và game eSport và dùng trong 4-5 năm, mong anh tư vấn, em cảm ơn. Trong tầm tiền này có 4 máy, HP Omen bản AMD 2020, Legend 5 bản AMD 1660Ti, Zephyrus G15 và MSI GL65 đều sử dụng là AMD hoặc Intel với cả đồ họa 1660Ti. Theo mình nghĩ là trong tầm tiền này có Legend 5 là chiếc máy có hiệu năng cao nhất và tản nhiệt theo mình đánh giá là tương đối ổn. Còn với HP Omen cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời, tại vì là cân bằng giữa mọi yếu tố như là thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt, chất lượng sản phẩm thì miễn chê. Với cá nhân mình sẽ chọn Omen nếu mình có trong tay 30 triệu đồng. Và đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Phúc Lê. Câu hỏi số 4 của bạn Grizzly Beer. Anh ơi, cho em hỏi, em học trường kiến trúc sử dụng phần mềm 3D Max, SketchUp, AutoCAD thì các mẫu máy Ultrabook ví dụ như Yoga Slim i7 liệu có phù hợp cho 4 năm đại học của em không ạ? Do em là con gái nên thích sự mỏng nhẹ. Em cảm ơn, con gái chứ. Thế thì bạn học bên trường kiến trúc thì bạn đi sau khoảng bên kia đường là đến trường mình rồi, bạn qua gặp bạn nhà mình còn hơn. Thì với sử dụng 3D Max, SketchUp, AutoCAD thì máy Ultrabook đáp ứng được không? Với Yoga Slim 7 i thì có đáp ứng được không? Thì câu trả lời là mình nghĩ để học tập thì vẫn hơi quá sức. Tại vì là những cái bối cảnh 3D thì sẽ cần những cái khả năng xử lý tốt của card đồ họa hơn CPU. CPU xử lý chính xác thôi chứ nó không xử lý nhanh 100%. Thế nên là phải có card đồ họa rời và Yoga Slim 7 i khó có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì với sự mỏng nhẹ 25-30 triệu của Yoga Slim 7i thì trong tầm 25-30 triệu đấy chúng ta có ROG G14 là một trong những sự lựa chọn đang rất là hợp lý. Nếu bạn nào cần tính di động tốt và hiệu năng cao, đáp ứng được những cái nhu cầu bạn cần như là thiết kế bối cảnh này, 3D Max, SketchUp các thứ. Hay là trong tầm tiền này chúng ta cũng có cả G15, hơi nặng hơn một chút nhưng có màn hình 15 inch. Và để đáp ứng được tốt nhất chẳng hạn, chúng ta cần một chiếc máy có cái công việc, khả năng làm việc tốt nhất. Thì anh Hoàng nghĩ có mẫu máy nào trong tầm tiền có thể đáp ứng được không? 25-30 triệu học thì anh định gợi ý cho bạn TOF A15, nhưng mà anh sợ là nhiều người nói nó hơi nóng quá nên là anh cũng không muốn gợi ý cho bạn. Thì ngoài ra thì với tầm giá khoảng 25-30 triệu này thì chắc mỗi lần dừng nằm là hợp lý nhất theo anh là như vậy. Bởi vì là thứ nhất là bàn phím ngon này, màn hình ngon này, chất lượng build ngon này. Thì không còn lựa chọn nào khác, anh nghĩ là tốt hơn nữa. Legend 5 thì là hơi nặng. Legend 5 thì là hơi nặng một chút. Với con gái thì đúng là nó sẽ hơi nặng một chút thật, thế nhưng mà vẫn đáp ứng được. Vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Ok, trong tầm tiền này có con Legend 5 nữa. Và cuối cùng mình có gợi ý cho bạn là chiếc Dell Precision 5520 mà 4K sẽ là một sự lựa chọn hợp lý nếu bạn cần một chiếc máy học tập là chính, chơi game thì không có. Ok, đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Grizzly Bear. Câu hỏi thứ 5 của bạn King ở Motorcycle. Cho em hỏi, FX506 với Legend 5 thì máy nào phù hợp với nhu cầu SolidWorks, AutoCAD 3D Max, cốt lập trình điều khiển và Proteus?
Với cấu hình i7 Gen 10 1660T thì nó chọn máy nào? Em nếu có máy khác thì vẫn được ạ. À, sử dụng trong học tập trong khoảng 4 năm nay. Cấu hình này Ryzen 5 nó khoảng giá 27 i7 đời 10 1660Ti thì nó khoảng 27 28. Ừ, thế trong tầm tiền này thì mình nghĩ là chọn Ryzen 5 chứ tiêu FX56 ấy thì giá bây giờ nó cũng rẻ hơn với cả Ryzen 5, mình nghĩ là sẽ rẻ hơn Ryzen 5, nếu mà đắt hơn Ryzen 5 thì không mua. Nếu mà bạn mua FX56 vì giá thì mình nghĩ là nên chọn FX56. Còn trong tầm tiền này thì mình sẽ chọn Ryzen 5, đương nhiên rồi. Nếu mà cố thêm một chút tiền nữa chúng ta lấy được Omen, nhưng mà Omen là bản AMD nhá, nên bạn cần lưu ý xem là những cái SolidWorks AutoCAD 3D Max này bạn có sử dụng CPU AMD không. Theo mình thì vẫn sử dụng được, nhưng mà nếu bạn quan tâm đến Core i7 rồi thì cứ chọn Core i7 đi, vô tư, có thể chọn Ryzen 5 trong tầm tiền nhá. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi bạn Kinh ở Motorcycle, hãy chọn Intel. Câu hỏi thứ 6 của bạn Trung Trần, nhưng không phải fit MCK. Xin chào Lotto AZ, mình muốn mua một chiếc máy để chiến game tốt, bền bỉ mà vẫn đảm bảo tính di động. Mình đi làm chủ yếu dùng tác vụ văn phòng, một chút AutoCAD 2D và thường chơi game trong thời gian dài vào cuối tuần. Liệu trong tầm giá 25 triệu thì có máy nào có Vega 1660 mà đảm bảo các yếu tố cầu trên hay không? Xin cảm ơn và chúc kênh ngày càng phát triển. Trong tầm giá 25 triệu có máy nào đảm bảo được những yêu cầu trên của bạn thì chúng ta có Evo Gaming 15, có tính di động tốt, có 1660Ti, có vỏ kim loại luôn, có màn hình đẹp luôn, cái gì cũng có, mỗi tội là thương hiệu. Thương hiệu của máy, thương hiệu của hãng thì lại chưa được quá lớn và nổi. Thứ hai là nếu mà trong tầm tiền 25 triệu này để đáp ứng những yêu cầu trên nhé, mà không có 1660 thì chúng ta có G14 là một trong những sự lựa chọn gần như là duy nhất trong tầm 25 triệu đảm bảo được tính di động và hiệu năng cao, đáp ứng được những nhu cầu trên của bạn. Và đó là những câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Trung Trần. Và có thể thấy là từ nãy đến giờ là G14 phải nói là best choice trong hầu như tất cả các cái nhu cầu của các bạn. Tại vì là 25 triệu rất là khó để tìm chiếc máy nào có hiệu năng cao nhưng mà có tính di động tốt như là G14 cả. Có GF65 cũng được, nhưng mà GF65 thì lại có một vài nhược điểm như là chất lượng thiện vẫn chưa được tốt, hay là tản nhiệt, là hệ thống tản nhiệt em chưa đánh giá cao lắm. Đó là câu trả lời của em. Mà GF65 là còn không có CPU AMD nữa, nó lại đang lại một vấn đề. Đấy. Hơi bất lợi một chút. Câu hỏi thứ 7 của bạn Châu Nguyễn Văn Ngọc. Chúc anh sức khỏe và chúc kênh mình sớm đạt được nút bạc. Em là sinh viên xây dựng đang tìm kiếm một chiếc laptop vừa học AutoCAD này, Photoshop, vừa chơi game như là CS:GO, Valorant, LOL hay FIFA Online 4. Và em đang phân vân là G512 với MSI của S65 Leopard. Có con máy nào tốt hơn trong tầm giá không ạ? Với hai mẫu máy bạn vừa đề cập là G512 và S65 thì mình nghĩ là G512 sẽ khả năng cày kéo tốt hơn. S65 sẽ thiên về một chiếc máy có tính di động tốt. Và ngoài ra cái việc mà chiếc MSI GS65 có tính di động tốt thì các bạn mang lên trường nó cũng sẽ thoải mái hơn chiếc G512. G512 sẽ nặng và dày hơn, tốn diện tích trong cặp hơn. Nói chung là tùy vào cường độ và nhu cầu sử dụng của bạn nhé. Với cá nhân mình chọn G512 vì mình và anh Hoàng, như anh Hoàng đều là con trai, nên là cái việc mang vác nặng một chút nó cũng không phải vấn đề gì quá lớn cả. Và câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Châu Nguyễn Văn Ngọc. Câu hỏi thứ 8 của bạn Isrico. Anh có thể cho em xin ý kiến giữa cấu hình sử dụng cùng GTX 1660Ti nhưng một con là TUF F15i7-1870H và MSI GF65i5-1300H thì con nào cho ra hiệu năng về nhiệt độ tốt hơn? Và anh nghĩ sao về việc nhiều người nói dòng TUF khó bảo hành và nhiệt độ cao ạ? Mong anh giải đáp. Cảm ơn. Với sự lựa chọn phân vân của bạn là F15 và GF65 thì đương nhiên là F15 sẽ có hiệu năng cao hơn và tản nhiệt mình đánh giá là F15 cũng có được cái phần nó nhỉnh hơn một chút do với cả GF65. Với cả GF65 chạy cố định thấp hơn nên là nhiệt độ nó thấp hơn là chuyện bình thường. Và F15 hiệu năng cao hơn nhưng nhiệt độ nóng hơn là chuyện bình thường. Nó tiêu thụ điện nhiều hơn. Tất nhiên là nó hiệu năng cao hơn thì đương nhiên là sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn. Và TUF bảo hành bao nhiêu năm anh Hoàng nhỉ? 2 năm bảo hành cho TUF thì mình nghĩ là chẳng có vấn đề gì khó bảo hành cả. So với các dòng sản phẩm khác có nhiều laptop bây giờ chỉ có 1 năm bảo hành, trong khi TUF có 2 năm bảo hành thì mình nghĩ đó là một lợi thế lớn của F15. Và F15 cũng chỉ là một chiếc laptop thôi, không có gì mà khó bảo hành cả. Và ngoài ra có một vài vấn đề sau. Đầu tiên là bạn lo về nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao của hãng năm nay thì họ đã biết cái phần lỗ khe gió tản nhiệt thổi thẳng vào khe gió tản nhiệt và sẽ làm mát ở những cái phần xung quanh hơn. Hãng sẽ quảng cáo là, không phải hãng quảng cáo mà hãng đã quảng cáo là VRM của máy sẽ mát hơn trong quá trình sử dụng. Theo mình nghĩ là đúng, sẽ giúp cho máy bền hơn. Tại vì CPU là một trong những thành phần khó hỏng, nhưng mà những cái VRM mạch điện cấp điện cho CPU ấy, thì nó là rất là dễ hỏng trên những chiếc laptop gaming phổ thông. Cách họ làm mát VRM như vậy thì mình nghĩ là sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu độ bền tối ít nhất là khoảng 2-3 năm sử dụng vẫn vô tư, hoặc là 3-4 năm sử dụng vẫn vô tư. Và nhiều anh em đã không quan tâm đến cái nhiệt độ của VRM mà chỉ quan tâm đến nhiệt độ CPU thôi, mình lại không đồng ý cho lắm. Và cuối cùng là nếu bạn muốn lo nhiệt độ cao quá thì anh Hoàng và mình đã làm những video đấy rồi. Anh Hoàng có thể nêu ra những cái cách mà chúng ta có thể giảm nhiệt độ của máy đi.
Thì thật ra trước khi đến với các cái cách để làm giảm nhiệt độ máy thì mình xin nói luôn là cái CPU của chiếc F15 ấy nó chỉ hoạt rơi vào cao nhất vào khoảng theo anh tìm hiểu là khoảng 96 độ là cao nhất Bắc Kinh rồi, không thể cao hơn được nữa. Chưa quá được 100 độ. Với cả cái cách mà người ta Asus họ đã biết cái khe gió tản nhiệt là để tối ưu cho cái tiêu chuẩn ấn độ. Tránh những cái gọi là va đập hay là những cái tác động ngoại cảnh có thể làm hỏng cái linh kiện bên trong. Và hơn hết nữa, cái khe gió đằng sau của chiếc F15 ấy thì họ với bản i7 đi, với bản i7 thì họ đã được thêm những cái lưới đồng, cái lưới đồng tản nhiệt. Thêm những cái lưới đồng nhiệt sinh để cho nó mát hơn. Cho mát hơn. Thì theo mình là cái vấn đề của CPU với chiếc F15 thì bạn hoàn toàn yên tâm. Và nếu như bạn vẫn cảm thấy nó nóng quá mà không chịu được thì mình có một cách như hôm trước có một câu hỏi bạn là dùng đế tản nhiệt đấy. Thì cái đế tản nhiệt đó rất là hữu hiệu. Khi mà bạn để trên thì các cái bộ phận tích tụ nhiệt năng cao nhất nó sẽ tản ra xung quanh và chiếc máy chúng ta nó sẽ mát mẻ ở những cái linh kiện xung quanh hơn. Và đây là cái câu trả lời của mình. Và cuối cùng các bạn có thể tra kem tản nhiệt, vệ sinh, giảm cường độ sử dụng trong một thời gian dài hoặc là undervolt CPU cũng là một cách hay. Và đó là câu trả lời của mình cho một câu hỏi khá là dài của bạn Isrico. Câu hỏi thứ 9 của bạn Bùi Huy Đức. Em học tự động hóa có nên mua MacBook Pro 2018 i5 được không? Theo mình là chạy bút cao Windows vẫn chạy ok, chạy được. Còn nếu mà bạn học tập nghiêm túc và chả lý mà không nhất thiết phải có macOS thì cứ chọn laptop Windows để học thôi. Tại vì là laptop Windows giờ tốt chả kém gì MacBook mà. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Huy Hưu Bùi Đức, học tự động hóa. Câu hỏi thứ 10 của bạn Hiếu Nguyễn. Cháu laptop AZ cho mình hỏi tầm giá dưới 25 triệu mình đang phân vân hai em laptop là Zephyrus G14 Ryzen 5 và Strix G512 i5-1300H. Mình sử dụng làm việc với các 2D và 3D nhẹ, Photoshop nhẹ, Dialog, văn phòng và kết hợp với chơi game trung bình. Xin cảm ơn. Hôm nay có vẻ rất nhiều anh em quan tâm đến cả Asus. Thì trong cái hai sự lựa chọn này chọn G14 thôi. Tại vì là cái nhu cầu làm việc của bạn nó cũng không quá là dày và không quá là nặng đến mức mà chúng ta phải cần một chiếc máy có hiệu năng cao hẳn như là G512. Mình nghĩ là G14 Ryzen 5 vẫn đang là sự lựa chọn tương đối là hấp dẫn. Nói chung là G14 khá toàn năng. Tương đối là rất là toàn năng cho mình tiền. Câu hỏi số 11 của bạn Ngọc Nguyễn. Cho em hỏi G512 đáng mua hơn so với các con máy có cùng tầm giá không ạ? Lại G512 gì ạ? G512 đáng mua cho tầm giá thì mình sẽ nhấn mạnh những cái yếu tố như sau. Đầu tiên chiếc máy đó có hiệu năng cao, tản nhiệt tốt và cùng với đó một thiết kế nhìn cao cấp. Thiết kế nhìn cao cấp nhé. Nhưng mà còn vài nhược điểm như sau. Đầu tiên chiếc máy đó sẽ không có webcam. Thứ hai là sẽ kích thước cân đối và nặng. Thứ ba là cái bề mặt họ hoàn thiện thì nó còn nhựa, nó không được cảm giác mịn màng như những chiếc laptop cái mình của năm 2020 như là HP, Acer hay là Ideapad hay là Lenovo. Theo mình nghĩ là năm sau hãng sẽ thay đổi đấy, nên là anh em hãy hóng chờ năm sau nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Duy Vũ. Em đang học ngành điện thì nên chọn mẫu laptop như thế nào trong tầm giá 20 triệu? Ngành điện thì chắc là sẽ học về vẽ kỹ thuật, Antium, Proteus, thiết kế mạch, thậm chí có cả AutoCAD. Thì để học, để chọn, để học thôi thì em nghĩ là chọn Ultrabook cũng được. Như là ZBook Q4 MIDI-Q có cấu hình Ryzen 5 với cả MX350 hoặc là ThinkPad T490S dùng cả onboard thì cũng sử dụng được ok. Còn nếu để đáp ứng tốt nhất thì mình nghĩ là chọn 5510 của Dell, 7510 của Dell hoặc là HP ZBook Studio G3 hoặc ThinkPad P1 tùy vào cái budget các bạn đang có, tầm 20 triệu. Câu hỏi số 13 của bạn The Beery Storm. Cho em hỏi là có con laptop nào dưới 20 triệu mà mỏng nhẹ, hiệu năng vừa đủ làm Word PPT các thứ không? Mua để sách đi học chứ chơi game thì em có PC rồi. Thế thì trong 12 triệu này có Latitude 7480 là một trong những sự lựa chọn tốt nhất cho đồng tiền. Mình đang có ThinkPad đây, nhưng mà trong tầm dưới 12 triệu là chỉ chọn ThinkPad T460 hay là T450 thì nó là hơi dày. Nhìn nó là không được cao cấp mà nhìn nó hiện đại lắm. Mình nghĩ là Latitude 7480 là một sự lựa chọn tương đối là hấp dẫn trong tầm tiền 12 triệu này. Câu hỏi thứ 14 của bạn LDP. Zephyrus G14 hay Zephyrus M nên chọn con nào ạ? Em cảm ơn. Đây gặp đúng thần Zephyrus rồi. Trong tầm này thì mình nghĩ là G14 tốt hơn về tính di động, nhưng mà về hiệu năng, về màn hình 15 inch với màn hình to hơn chẳng hạn thì chúng ta có ZM là một sự lựa chọn tương đối hấp dẫn. Và ZM thì đương nhiên ở một chiếc máy 15 inch sẽ được có trang bị những option hiệu năng cao hơn. Cái hệ thống tản nhiệt của ZM mình nghĩ là sẽ tốt hơn và mình nghĩ là cái này sẽ tùy vào cái nhu cầu. Mình nghĩ là G14 là tính di động tốt, ZM hiệu năng cao, màn hình 15 inch. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn LDP. Câu thứ 15 của Phương Huỳnh. Anh ơi cho em hỏi một gắn SD Samsung chuẩn PCIe 4.0 cho máy Ryzen 5 có được không? Và nó có chạy hết công suất không hay bị giới hạn ạ? Em cảm ơn, em đang dùng dòng AMD Ryzen 5 4600 và RTX 2060. Đầu tiên là SD PCIe 4.0 nó chạy rất nóng. Mình đợt trước mình có làm về PCIe 4.0 trên mà nó nhanh đúng không? Nó rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ có phần nóng. Để nhét vào một chiếc laptop thì nó sẽ hơi vất vả một chút. Ngoài ra thì
Mới bot của Legend 5 mình chưa thực sự test để mình biết là nó có hỗ trợ khai PCI 1.0 hay không. Nhưng mà Ryzen 5 ở 4000 ấy, họ đã hỗ trợ là PCI 1.0 rồi. Nhưng trên laptop thì lại là câu chuyện hình như là mình cũng chưa cảm chứng và nhiều người chưa cảm chứng lắm. Nên là rất khó để trả lời cho câu hỏi này của bạn. Mình xin lỗi bạn, mình không trả lời được hết. Nhưng nếu mà CPU tới thế hệ 5000 thì chắc chắn là sẽ hỗ trợ 100%. Còn như những chiếc laptop này thì các bạn có thể đi ra những cái đại lý đang bán PCI 4.0 SSD chẳng hạn để mình test thử trước khi mình mua. Mình không nhất thiết là phải mua online trên mạng nhé. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Phương Huỳnh. Câu hỏi số 16 của bạn Đạt Hà Tấn. Học cơ điện tử tuần số quét màn hình có cần thiết không ạ? Không, như là màn hình 60Hz này mình chẳng thấy chả quan trọng gì lắm. Cái công việc học thì mình nghĩ 60Hz nó cũng không quan trọng gì. Cái hack này thì giúp cho anh em nào chơi game tốt hơn thôi, hoặc là anh em cảm thấy là mình có tiền, mình muốn lướt Facebook nó mượt hơn, cảm giác làm cái gì nó cũng mượt hơn ấy, thì có thể chọn những màn hình tần số quét cao. Và anh em thấy trên điện thoại bây giờ như kiểu Mi Note 10 Lite là chỉ có khoảng 60Hz thôi. Nếu các bạn dùng sang những chiếc như là ROG Phone 3 này thì mượt không anh? Nói chung là 120Hz anh thấy nó cực kỳ khác so với màn 60Hz. Cho nên là câu trả lời ở đây có lẽ là nếu bạn thuộc người chơi hệ tiền nhiều để làm gì thì có lẽ là tần số quét cao cũng cực kỳ phù hợp. Mà về học thôi thì cái tần số quét cao không quan trọng. Ok. Câu hỏi thứ 17 của bạn có nickname là Khoai. Thiết kế đồ họa 3D thì Acer Helios 300 2019 i7-9750H GTX 1660Ti có ổn không ạ? Nếu bạn thiết kế về hình ảnh, về phối cảnh hay là về những cái hình ảnh 3D bạn dựng hình ấy thì có thể được với cả 3D Max, Maya, Lumion, những cái phần mềm hỗ trợ tốt cho nhân CUDA của Nvidia thì mình nghĩ là tương đối tốt. Với những cái chiếc máy như là Helios 300 2019 i7-1660Ti thì vô tư. Nhưng mà nếu bạn làm kỹ thuật, bây giờ cần cái sự tính toán chính xác cao như là AutoCAD hay là SolidWorks, những cái tính năng mà đi kèm cần Quark Pro, hay là trong tầm giá khoảng là bạn muốn làm những cái phần máy nặng hơn, chẳng hạn Siemens X hay là chỉ là kể cả Natcha nữa thì chắc là hơi quá sức. Nên là mình nghĩ là chọn máy chạm sẽ hợp lý cho những cái phần mềm kỹ thuật hơn. Những phần mềm làm phối cảnh 3D thì có thể chọn laptop gaming, và Helios 300 cũng sẽ là một sự chọn hấp dẫn. Và có vẻ như cái số hỏi đáp của chúng ta hôm nay là số của Asus, cho nên là câu thứ 18 cũng là về Asus luôn. Câu hỏi thứ 18 của bạn Yasuo V. Anh có thông tin gì về con gaming tiếp theo của Asus không ạ? Có bạn ơi, hãy chuẩn bị theo dõi trên kênh và subscribe theo dõi trên kênh nhé. Vừa có giveaway lại còn vừa có những thông tin mới nhất về những chiếc laptop gaming đến từ các thương hiệu và đặc biệt là Asus. Và đó là những câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và nếu anh em có những câu hỏi, những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình có thể dễ dàng tổng hợp và trả lời những câu hỏi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ và tham khảo mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình mình sẽ để dưới phần mô tả. Tạm biệt.